Mỗi loại bột kích trắng Arbutin 3C3 thường có một tác dụng riêng biệt, nó phù hợp với từng loại da. Nên khi lựa chọn mua bột kích trắng Arbutin 3C3, thì bạn nên tìm hiểu da của mình thuộc loại da nào, rồi sau đó tìm hiểu loại kem dưỡng da đó có tác dụng gì nổi bật mà bạn đang mong muốn hay không nữa. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời của bột kích trắng Arbutin 3C3 đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nhắc đến công dụng của dòng bột kích trắng Arbutin 3C3, thì sản phẩm luôn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho người dùng. Đầu tiên, sản phẩm là bột kích trắng da hiệu quả nhất trong vòng 1 tháng. Với những dưỡng chất có, trong thành phần kem đã có tác dụng giúp cho da hạn chế sự lão hóa. Đặc biệt là giúp trẻ hóa làn da toàn thân, với công thức làm trắng da bao gồm alpha Arbutin, vitamin B3 và cam thảo giúp da rạng rỡ. Ức chế sắc tố melanin, kiểm soát nguồn gốc của các đốm tối màu, giảm các nhược điểm trên da. Chất kem mịn thấm nhanh, cho cảm giác ẩm mịn mượt mà vô cùng. Bột kích trắng Arbutin 3C3 còn có công dụng có đặc tính chống nắng. Arbutin có thể làm giảm mức độ sạm da sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bằng cách ngăn chặn việc sản xuất tyrosinase. Ngoài ra, bột kích trắng Arbutin giúp hiệu quả làm mờ sẹo, giống như khả năng làm mờ vết thâm. Arbutin 3C3 cũng rất tốt trong việc làm mờ những vết sẹo mụn màu đỏ tím bám lâu sau khi nốt mụn biến mất. Với những tinh chất có sẵn trong kem, chúng mang đến cho chị em một làn da hoàn hảo sáng mịn bất ngờ. Đặc biệt, kem hoàn toàn không bết dính gây khó chịu nên chị em càng thích thú lựa chọn dòng sản phẩm bột kích trắng Arbutin 3C3 hơn. Bột kích trắng Arbutin 3C3 là tinh chất làm trắng an toàn cho da đã được FDA thông duyệt. Không có tương tác tiêu cực nào được biết đến giữa Arbutin và các thành phần chăm sóc da khác. Nếu bạn không muốn bị lừa mất tiền khi mua kem này, cũng như muốn biết chi tiết hơn về công dụng của bột kích trắng Arbutin 3C3, thì hãy nhắn tin cho shop để shop tư vấn cho bạn biết về kem này nhé. Bột kích trắng Arbutin 3C3 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán bột kích trắng Arbutin 3C3 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.